trái này anh mới vẽ nè cả nhà. Đó. Nhìn rất là đẹp. Rồi cảm ơn anh. Bình thường chị có làm thợ họa sĩ không? Dạ em giáo viên. Giáo viên mỹ thuật. Dưa hấu vàng ruột đỏ nè quý vị, 20k một ký. Cái này là giống gì ta? Dưa sọc. Dưa sọc. Dưa không hạt ruột đỏ. Dưa không hạt ruột đỏ 15.000. Còn cái này là dưa đen. Dưa đen dưa dài. Dạ. 15.000. Cũng 15.000 luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh ha. Rồi dưa tròn. Dưa tròn này là 20. Chào cô. Nay bán được không cô? Dạ. Hôm nay con quay lại chợ sẽ vui hơn. Vui hả? Dạ. 40 với 30 rẻ mà. Ký, dạ. Năm bán rẻ. Cũng vừa giá thì cũng được cô. Hiện tại là Quân đang có mặt ngay tại thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang quý vị. Hiện tại bây giờ là 9 giờ đó quý vị. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2022 ha. Tức là ngày 27 Tết. Rồi cả nhà. Còn 2 ngày nữa là chúng ta đã bước sang năm mới rồi. Và sáng nay là Quân sẽ thực hiện một cái video chia sẻ về cái tình hình buôn bán của bà con cũng như là người dân chợ Tết ở thị xã Cai Lậy nè quý vị. Và trong cái video ngày hôm nay thì Quân sẽ chia làm, có thể là Quân sẽ chia làm hai phần. Một phần là cái khu chợ dưa, chợ trái cây ha, và một phần chợ hoa riêng quý vị ha. Khu chợ dưa rồi rau củ quả là sẽ gom cho một phần, và một phần là khu chợ hoa, chợ hoa của để chúng ta chưng Tết đó quý vị đó. Và hiện tại thì Quân đang đứng ngay cổng số 1, ngay cầu Mai Thị Út ha. Cái đường phía trước màn hình của chú anh chị, xe máy đang chạy ra đó là cổng số 1 để vào chợ Cai Lậy. Và Quân sẽ không có đi vào cổng này, Quân sẽ đi vào cổng số 2. Tại vì cổng số 2 là buôn bán nhộn nhịp hơn, vui hơn đó quý vị. Đó, tại vì chợ Cai Lậy rất là rộng, nếu mà quay hết toàn cảnh thì video sẽ rất là dài. Quý vị xem sẽ cảm thấy chán. Nên là Quân sẽ tách ra thành một hai phần ha. Và bây giờ Quân xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cái video ngày hôm nay nha. Cái đoạn đường Quân đang đi là đường 868 quý vị ha. Hướng Quân đang chạy là sẽ đâm thẳng ra quốc lộ 1A luôn ha. Là ngay chỗ nhà thờ của thị xã Cai Lậy luôn đó quý vị. Ngay phía trước chúng ta có cái dòng xây ha. Nếu mà mình rẽ phải á, sẽ là đường 30 tháng 4 và đi ra ngay ngã tư của thị xã Cai Lậy luôn quý vị. Ở đây có một cái tiệm vàng kim cương rất là lớn hả quý vị. Hai bên đường ở đây thì những cái shop thời trang mấy bữa nay cũng rất là nhộn nhịp, trang trí rất là nhiều đồ quần áo ha. Mấy bữa nay thì hai bên đường buôn bán cũng rất là nhiều. Đồ ăn rồi bánh kẹo đó quý vị. Ở đây có cái shop dài em Đức Si ha. Đây phía trước đây là cổng số 2 nè quý vị. Đó thì bây giờ Quân sẽ đi vào cổng này và Quân vào gửi xe. Sau đó sẽ ghi hình về khu chợ hoa rồi chợ dưa hấu đó cả nhà. Tại vì
ngày hôm nay cô được biết thì trái cây cũng như là dưa hấu đã được bày bán rất là nhiều rồi, nhiều mẫu mã rất là đẹp. Cô sẽ đi qua lộ rồi sẽ chạy từ từ vào bãi giữ xe luôn. Đó, quý vị có thể thấy là hai bên đường ngay cổng chợ ha, rất là nhiều người buôn bán. À, chú này bán lịch hôm bữa Quân cũng quay một lần rồi nè. Chào chú, hôm nay bữa giờ bán được không chú? Dạ, hôm bữa chú có xem clip con chưa? Dạ, nay con quay trở lại chợ mình. Nay vui quá, đông quá nên con quay là tiếp. Dạ, à, cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Đây cả nhà. À, bán bưởi, bán sầu riêng, rồi dưa hấu, rồi thơm. Bán được không con? Thế hả? Dạ. Này bưởi quá trời luôn nè cả nhà. Bưởi 15k một ký à. Bán được không trời? Dạ. Em đi quay chợ cho bà con coi. Đây là cả nhà, à, bán nhang ha. Ở bên đường có những cái quả dưa hấu kìa. Đó. Những cái quả dưa hấu được sơn màu rất là đẹp. À, đó đây nè cô chú anh chị, ngay đầu chợ cây lậy, ngay cổng số 2 ha. Trước khi mình qua cầu thì cũng thấy có anh này anh bán những cái loại dưa hấu này. À, được trang trí rất là đẹp nè. Đó. Cả nhà. Đó, nhìn rất là đẹp luôn hả cô chú anh chị. Yeah. Anh cho em hỏi là mấy cái này mình bán giá như thế nào? Dừa là 80 ngàn một trái anh. À dừa. Mình bán theo trái ha. Còn dưa hấu? Dưa hấu là nhỏ 150 một trái. Dạ. Vậy là 250. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Cái này là mình tự nhà mình làm luôn hả gì anh? Đây là chị gái đang ngồi ở trong cái bóng mát để mà khắc những cái loại trái dừa hoa văn theo kiểu chữ thư pháp nè quý vị. Này để khắc một trái xong như vậy thì mình mất khoảng bao lâu á anh chị? Chữ không á thì 15 phút. Chữ không á 15 phút. Cái nhiều quả tí kỳ công gì có thể là nửa tiếng. Dạ, vậy là cũng quá là nhanh này. Bình thường chị có làm thợ họa sĩ không? Dạ em giáo viên. Giáo viên mỹ thuật. Giáo viên mỹ thuật. À. Mình dạy cấp mấy chị? Dạ em dạy cấp 1. À cấp 1. Mình dạy ở trường nào chị? Dạ em dạy trường tiểu học và trung học cơ sở. Mỹ Hành Trung. Dạ. À vậy là trường cấp 2 hả? Dạ trường cấp 1 mà sắp nhập lại anh. À dạ dạ gần nhà em ở trong á. Nhà em ở gần trường cấp 2 á. À dạ dạ. Dạ dạ. Đây là một cô giáo những ngày Tết ra bán những trái dưa. Được vẽ như thế này nè quý vị. Đó đây là những cái hũ màu nè. Đây là cô giáo môn mỹ thuật, tận dụng cái tài nghề của mình ha để mình kiếm tiền cũng như là mang đến cái niềm vui cho những người khách hàng. Sáng giờ mình bán chạy được nhiều chưa anh? Dạ, bán lai rai anh. À, hôm qua nay là mình ra đây mới bán sáng nay. Mới bán sáng nay. Mình bán đồ chưng á. À. Bán trễ hơn mấy mặt hàng khác. Đúng đúng rồi. Dạ, hôm nay với mai với mốt. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Dạ. Ở đây nè quý vị. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Ngay đầu cổng số 2. Đầu cổng chợ số 2 đó quý vị. Chúng ta đi vô sẽ gặp anh chị bán những cái trái cây như thế này. Rất là đẹp. Vẽ nè cả nhà. Đó.
rất là đẹp. Rồi cảm ơn anh. Đây có vú sữa, bánh mứt, nem, bì, chả. Thôi Quân sẽ đi vào chợ Cai Lậy luôn nha quý vị. Quân sẽ đi vào cái con đường gửi xe luôn, hai bên đầu đường chợ nè. Người dân bán cũng rất là nhiều các cái loại bông hoa, bông tươi ha, trái cây rồi quần áo nữa quý vị. Đây nè, bông hoa tươi rất là nhiều luôn. Cô này bán chào cao, bán được không cô? Bán được không cô? Dạ. Cao buồn cao chín đỏ luôn rồi cả nhà. Buồn cao này chín đỏ luôn à. Đây có quán cà phê bán rất là nhiều rồi cả nhà. Bên đây có cái bán rất là nhiều trái cây ha, hoa quả. Đây có bán quần áo nữa nè. Đó. Hoa rất là nhiều hoa luôn. Chúng ta đi vào khu bên kia sẽ bán rất là nhiều luôn đó quý vị. Đây có những shop quần áo rất là nhiều nè, bán giày dép. Bán được không cô? Dạ mình bán trái cây quá trời luôn nè. Dạ. Bình thường mình có bán ở đâu không chị? Dạ nay ra đây ngồi vui quá. Cái nhà người ta bán dưa hấu vàng ha, hoa sống đời. Rồi chào với chị, bán được không? Được. Mình bán bữa giờ lâu chưa? À, mình ở đâu mình lại mình bán? Nhà mình ở đâu mình ra đây mình bán đây? Ở dưới Nhị Quý ha. Bình thường mình có bán ở chợ này không? À, bình thường mình làm công việc khác. À, hôm nay Tết đem ra trái cây rồi bán đây. Đây là cái trái cây nhà mình trồng không ạ? Rồi chúc mọi người bán đắt nha. Dạ. Đây có bưởi nữa nè cả nhà. Hoa rất là nhiều hoa ha. Bây giờ tôi sẽ đi vào gửi xe cả nhà. Đi vào gửi xe ha. Cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì Quân đã vừa gửi xe xong rồi ha. Thì bây giờ Quân sẽ đi vòng qua cái khu đầu của cái khu trái cây rồi Quân đi thẳng vô luôn ha, chứ để mình khỏi phải đi lòng vòng nhiều ha. Bây giờ Quân chịu khó đi vòng chút xíu. Đây có bán rất là nhiều hoa tươi luôn nè quý vị, ở bên ngoài ha. Đó, dưa hấu, thanh long quý vị, thanh long 15k một ký, bán được không anh? Dạ. Đây bưởi rất là nhiều nè quý vị. Đó. Tôi sẽ đi vòng qua bên cái khu trái cây nha quý vị. Nè. Bình thường là những cái sạp trái cây ở đây ha, sẽ không có đâu quý vị. Hôm nay người ta mở ra thêm á, là những ngày Tết thì mới có đó. Đây là những cái vỏ trái cây quýt ha, rất là nhiều luôn. Đây nè cả nhà, thì Quân đang đứng ngay đầu cái cổng bên gọi là cái đường trái cây cũng như là hoa quả. Đây được gọi là cái đường bên hông cửa bắc của chợ Cái Lậy đó quý vị. À xin lỗi, là cửa nam quý vị ha. Thì bây giờ Quân đi vào luôn ha.
đây rất là nhiều trái cây bưởi đó, quá trời trái cây rồi. Trái cây đẹp lắm nè cả nhà, đó đu đủ vàng ha. Rất là nhiều trái cây luôn. Bên đây bán đồ cúng, trái cây, xoài, thanh long, mận, rất là nhiều luôn, mận cầu. Bán được không anh? Dạ. Mận cầu xiêm nè. Đó, quá trời luôn. Đây là sầu riêng ha. Cô này bán mấy cái trái thơm đỏ đỏ quá trời luôn nè. Đó. Quá trời luôn. Nào đẹp quá trời cả nhà. Vũ sữa bán được không chị? Dạ. Cho em quay chút xíu nha. Em đi quay up lên cho bà con coi. Cái này vũ sữa nhà mình hay sao chị? À dạ. À, chị ra đây bán lâu chưa? Bán phụ qua chị bán lâu. Bán phụ ha. Dạ, rồi cảm ơn chị nha. Đây có bánh tráng nữa nè quý vị. Đó. Trái cây nhiều lắm. Khu này là cái khu quân đi á, là trái cây chưng á quý vị ha. Rất là nhiều. À, được đầy đủ các loại dưa, dưa lưới, đu đủ, rồi bưởi, rất là nhiều luôn nè. Hoa, hoa tươi cô lệ ha. Đó. Hoa tươi. Đây cái quầy trái cây của cô Quýt hôm bữa nè cả nhà. Hôm bữa qua quân có quay chợ này cách đây khoảng hơn một tuần ha. Chào cô, nay bán được không cô? Dạ, hôm nay con quay lại chợ sẽ vui hơn. Vui hơn. Dạ. Nay nhiều trái cây nữa nè. Cho con quay xíu nha cô. Sao mà quá nhiều là đây luôn càng tốt nha. Dạ. Trái cây năm quýt. Trái cây năm quýt nè. Này là táo táo gì mà màu xanh vậy cô? Táo Mỹ xanh. Táo Mỹ xanh ha. Mãng cầu na của Thái Lan mà giống mới. Chú gì con? Mãng cầu na Thái Lan giống mới. Đó. Chúc mừng năm mới. Xin chào. Chào con. Rồi cảm ơn con. Đây cái này là nho nè quý vị. Đó quá trời luôn. Nho xanh. Đồ rẻ cưng ơi. Rồi 60. Trái cây này mình có giá nó có thay đổi do với cách đây một tuần không cô? Có chứ, nó cũng lên á. Lên chút xíu ha. Dạ. Rất là nhiều trái cây luôn nè cả nhà. Bưởi nè. Đó. Nè, quầy của cô Năm Quýt lúc nào cũng đông khách trơn á quý vị. Đó. Dạ. Con không mua cô ơi. Dạ. Dạ không con không mua. Cô Năm ơi, bưởi nay là mình nhiêu ký cô Năm? Bưởi 40, bưởi 30. Dạ, 40 với 30. Rẻ mà. Ký, dạ. Cô Năm bán rẻ. Cũng vừa giá thì cũng được cô. Dạ. Bưởi nè, bưởi da xanh để chưng nè ha quý vị. 40, 30 ngàn một ký. Bởi tôi mới nhớ mà, tôi mới bán rẻ đó. Còn bên đây ha. Bên đây thì
nhãn, rồi xoài, rồi thơm. Em đi quay chợ cho bà con coi chị. Chị bán cao quá trời luôn nè cả nhà. Đó. À, hướng ra đó cũng có trái cây nữa ha, cũng rất là nhiều. Bình thường là chợ sẽ thu gọn hơn chút xíu ha cả nhà, vẫn lớn nhưng mà thu gọn hơn chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay Tết á, cho nên là mở rộng ra rất là nhiều các cái khu. Cô bên đây cũng có quầy, bên đây cũng có rất là nhiều trái cây nữa nè. Bán được không cô? Dạ. Đây là bánh mứt nè các quý vị. Đó. Còn bên đây là thiên đường hoa ha. Rất là nhiều các loại hoa luôn. Hoa tươi. Con cài lên đó đó hả? Rất là nhiều hoa tươi luôn. Đó, đầy đủ các loại hoa, đủ màu, hoa huệ, hoa cúc, hoa hướng dương, rất là nhiều loại. Bên đây là củ kiệu ha. Cô cho con quay chút xíu nha cô. Quay cho bà con coi, phương xa coi chơi. Dạ. Cái này là dạ. Bán đủ luôn nè. Cái này là cái gì cô? Cái gì ngâm? Cải ngâm, ngâm nước tương. Đó, còn cái này là chả giò nha quý vị. Chả lụa. Chả lụa. Nem, hộp dịch bách thảo. Nem, hộp dịch bách thảo đây. Đó, còn đây là mấy cái keo ha, củ kiệu, rồi lỗ tai heo, rất là nhiều luôn. Còn dịch lạc tưởng, nó luôn. Cái này là lộn xộn đúng không? Dưa món. Dưa món. Rồi. Cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nha. Dạ. Đây học dịch nữa nè, quá trời học dịch luôn. Giải bên tay phải, tay trái là thiên về hoa nha quý vị. Rất là nhiều hoa luôn. Trái cây thì ít hơn. Đó. Bên đây đầy đủ các loại hoa luôn nè. Đó. Chị cho em quay hoa xíu nè chị. Quá trời hoa luôn nè. Hoa này là hoa gì chị? Hoa bách hợp. À, hoa bách hợp. Dạ đây nè, nó bây giờ nó cũng phải ngang nửa vậy nè, chút xíu vậy nè. Được. Đó. Đó, 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 đó. Quá trời, cái quầy hoa của chị này rất là lớn luôn nè quý vị. À, sạp hoa Nam Hiền phải không chị? Dạ. Đó. Nhận đặt các hoa tươi đám cưới sinh nhật luôn. 170 à, hai bó hoa 170. Hai bó này có 700 lượt. Hai bó này 700. Dạ. Và còn cái bó bên kia mới 170. Vậy là một bó vậy là 350. Dạ. Dạ, hoa bách hợp. Dạ đúng. Đây là giá giá hoa tại chợ Cái Lậy này cũng khá là đắt cũng như là hút hàng ngày hôm nay ha quý vị. Mọi người vẫn xuống tiền mua ha. Hoa hướng dương này là 70-80 ngàn. Đó. Rồi Quân sẽ đi tiếp đây. Bên đây quá trời hoa luôn nè. Đây là các cái loại hoa giả nha quý vị. Đó. Quá trời hoa luôn. Đầy đủ màu sắc, rất là sặc sỡ. Bên đây có các cái loại hoa cánh thơm. À, các tường mọi người. Đó, rất là đẹp. Đẹp lắm quý vị ơi. Quá trời luôn. Làm ở giống ngoài đó luôn á hả? Đúng rồi, đúng rồi, chị ra ngoài cho tôi nè. Bây giờ con làm lựa thăm liễu đi. Lựa màu gì? Lựa mấy bó. Con lựa màu vàng đi ha, màu vàng thôi. Thăm liễu lựa lấy màu vàng thôi. Lấy màu vàng cái đỏ đi. Đỏ đẹp nè. Mình sẽ đi tiếp xuống cái khu dưa hấu nha quý vị. Đây chị này bán khô nè. Để chị cho em quay khô xíu nha chị. Dạ. Mình bán được không chị?
Dạ. Mình ra đây bán lâu chưa? Đó, ra mấy bữa nay à. Dạ. Em đi quay chợ cho bà con coi. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Anh chị bán hoa hả? Là từ đây tới đó luôn. Dạ. Mình có thể báo giá hoa sơ sơ cho bà con coi được không anh? Cái này thì giá 100 ngàn một chục. À, cái này là huệ. Huệ đỏ 100 ngàn. Vậy là một bó vậy là 100 ngàn. Rồi. Dạ. Đó. Lên YouTube. Còn cái này thì 80, cái này 50. Cái này là cúc lưới. Cúc lưới. Cúc lưới 80. Dạ. Còn cái này là cá rô hả? À, cái này là kim cương. Kim cương 50 ngàn. 50 ngàn. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, rồi. Bên đó của anh hay của người ta? Của anh kia. À, rồi cảm ơn anh nha. Rồi, rồi, rồi. Chúc anh bán đắt nha. Rồi, rồi. Dạ. Đây, hoa rất là đẹp luôn. Đó. Cho em quay hoa xíu nha anh. Rất là nhiều loại. Đây nè cả nhà. Quá trời luôn ha. Đó. Bên đây cũng lại là hoa nữa nè quý vị. Rất là nhiều hoa luôn. Bên đây là hoa chưng. Bán được chỗ? Dạ. Đây là mận nè. Đó. Đâu đâu chúng ta cũng thấy hoa nha quý vị. Đó. Vẻ đẹp trong nhà của mình 51 20.000 20.000 51. Chịu được lịch mặn từ 1 đến 10 ký. Máng dao, máng gốc, máng nồi, máng chảo, dân một căn màn, gieo lịch máng nón bảo hiểm và các thứ phụ trong gia đình của mình 51 20.000 20.000 51. Một dán tường 3D 951 20.000 20.000 51. Chị này bán bốn cầu nè anh ơi. Gạch men cổ kính chân độ trời nữa. Không cần đóng đinh bắt ốc quan tường làm mất vẻ đẹp trong nhà. Đây là dưa hấu kim. À, chúng ta có thể nhìn thấy ha. Đó. Đây quý vị. Cho quay xíu nha anh. Qua, bữa giờ mình bán được không anh? Dạ. À, mình thấy khách người ta năm nay á, đi chợ là mua hàng so với năm rồi như thế nào anh? Hơi yếu năm rồi ha. Khoảng được 50% của năm rồi chưa anh? Được 50% của năm rồi không? Dạ. Cái này là dưa hấu kim ha anh? Dưa hấu ruột đỏ. Dạ. Em đi quay YouTube cập nhật chợ cho bà con coi. Thì không biết cái tình hình giá dưa năm nay như thế nào á, anh có thể cho bà con biết được không? Dạ. 22.000 ký dưa này. Rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. 22.000 nè quý vị, có bảng giá luôn. Có cái bảng đây nè, mà cũng không thấy. Quá, dưa rất là đẹp luôn. Này là dưa hấu ruột đỏ nha quý vị. Bên này có bán quần áo nè. Rồi các cái đầu treo của cây mai à. Tôi cái chạy đi. Dưa hấu nè cả nhà. Dưa hấu nè quý vị. Đó. Dưa hấu đen ha. Mua chứ để đậu xe kiếm chỗ đậu xe. Mình gửi xe đi cho tiện chị. Dưa hấu nè quý vị. Đó. Rất là nhiều. Cho em quay dưa hấu mấy trái bông bông nha anh. Đây được điêu khắc những cái chữ thịnh vượng ha. Lộc tài lộc luôn. Rồi phát tài. Mình khắc như vậy thì giá nó có khác không anh? À, giá khác gặp giá khắc gì là 150 cặp. À, mình khắc vậy là dưa thì mình cân 2-3 ngàn cái gì. À. Cái trơn á là 2-3 ngàn cái. 2-3 ngàn. Khắc là 150 cặp. Khắc là 150 cặp khỏi cân luôn hả? Khỏi cân. À.
khắc như vậy là 150 một cặp, mà khỏi cân không có cân nha quý vị. Ai cái này nhiêu ạ? Dưa 3.000 ký hả? Đó. Hôm nay là vô cái khu chợ dưa rồi nè quý vị. Quân sẽ đi tiếp những cái quầy khác ha, còn rất là nhiều luôn. Đó. Bên đây là cũng là dưa hấu ruột đỏ ha, cái vỏ màu vàng rất là đẹp. Bán được không anh? Bán nón đẹp quá trời luôn nè. Bình thường mình bán đâu anh? Bán ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Sao hôm bữa em đi không thấy anh ta? Em đi bữa em đi cách đây 7 ngày. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha, chúc anh bán đắt nha. Dạ. Bên đây trái cây nè quý vị. Bưởi. Đây có dưa lưới nè quý vị. Xem quay chút xíu nha anh. Dưa lưới, dưa hấu. Wow, cái này khắc rất là đẹp luôn. Cho em quay mấy cái này nha. Chúc mừng năm mới. Khang khang thịnh vượng. Rất là đẹp. Mấy cái này mình có khuôn mình in ha anh? Cái này mình in mình, cái này là mình có bán ký không cô, hay là mình bán theo cặp? Bán ký luôn hả? À, vậy là một ký khắc với nó có khác một ký thường không anh? Không, cũng bình thường ạ. À, vậy là khoảng hai mấy ngàn ký ha? Này 35.000. 35.000. Cái này là loại dưa gì anh? Mai ăn tiêm. 35.000 một ký ha quý vị. Rồi em cảm ơn anh nha. Anyway, chợ up lên YouTube cho bà con coi. Bên này nữa cả nhà, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều loại. Đó. Tài lộc, an khang thịnh vượng. Rất là nhiều luôn ha. Mỗi trái dưa được lót những cái cuốn cơm rất là đẹp. Đây rất là nhiều ha quý vị. Quân đi tiếp đây. Quá trời dưa luôn rồi. Mọi người có thể nhìn thấy ha. Đó. Bán được không chị? Bữa giờ mình bán được không? Cho em quay chút xíu nha. Không mua sao? Không mấy mai lại đi, nó nghe nè. Sáng nay em về ngon dữ lắm. Cái này là quýt hồng Đồng Tháp phải không chị? Quýt hồng Đồng Tháp. Dạ. Rồi cái này là bưởi chân. Bưởi không biết năm nay là giá bao nhiêu ký hả chị? Mua thì mắc, bán thì rẻ. Bưởi chân quýt này bán chậm quá. Dạ. Bán được 30. 30.000 ký ha. Thì cũng được. Giá vậy cũng hợp lý á chị. Hợp lý. Rồi. Không có lời nha. Trong vườn lên quá. Hay vườn nhà hay là mình mua của người ta chị? Mua lại người ta ha. Dạ. Mua dưa đi con. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị bán được hàng. Không có lời, cực quá, không có lời. Hôm nay ăn Tết nó thoải mái xíu ha. Đây dưa hấu nè quý vị. Đó. Anh trai này anh đang lựa dưa hấu. Hậu. Chờ anh cho em quay dưa chút xíu nha. Đây mình bán dưa này là dưa của Phú Cường ha, dưa Long An đây anh. Dạ, đúng rồi, dưa Phú Cường. Phú Cường ha. Không biết giá dưa năm nay như thế nào ha anh? Dưa này thì 15.000 một ký. Dưa này cũng 15 luôn, dưa già vậy. Cái này là giống gì ta? Dưa này dưa nhất. Dưa sọc. Dưa sọc. Dưa không hạt ruột đỏ. Dưa không hạt ruột đỏ 15.000. Còn cái này là dưa đen. Dưa đen, dưa dài 15.000. Cũng 15.000 luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh ha. Rồi dưa tròn. Dưa tròn là 20. Dưa tròn 20. Rồi cảm ơn anh. Dưa tròn vàng nó cũng 20 luôn. Dạ. Em quay cập tình hình giá cho bà con. Đó thì cho dưa nó dài đó. Rồi cảm ơn anh nha. Dưa năm nay giá cũng khá cao so với năm rồi đó quý vị.
12.000 một ký. Đó. Bên đây trái cây nữa quý vị, xoài ha. Rồi mận. Mận là 2 ký 25.000. À, tính ra là chỉ hơn 1 đô thôi quý vị. 2 ký mận là 25.000 ha. Chỉ hơn 1 đô thôi. Dưa hấu thì 15.000 một ký, thì một ký tính ra là cũng khoảng chỉ hơn 1 đô thôi. Hơn nửa đô thôi quý vị. Đây. Đây có bạn nữ đang chụp hình cho người mẫu nè. Ở đây không biết mấy cái vòng này để làm gì ta. Chị không biết mấy cái vòng này người ta làm gì hết chị? Đế chân dưa hấu hả? À, cái đế chân dưa hấu. À, dạ dạ. Rồi, mấy cái đế này để cho dưa vô cho nó. Để cho dưa tròn, để lên cho nó không chặt. Cho nó vững ha. Dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Đây cả nhà, bên dưới còn dưa rất là nhiều ha. Đó, đây là lát đác có những cái nơi bán hoa ha. Hoa nè, hoa rất là nhiều. Đó, mọi người đang mua hoa nè. Quá trời dưa hấu luôn nè quý vị. Dưa hấu này là 8.000 một ký. Dưa hấu này trái to to là 8.000 một ký. Này dưa dưa già dưa to. Hôm nay Thanh Long cũng thấy giá tăng hơn cách đây khoảng một tuần nữa vị. 20k một ký ha. Cái này là dưa là Thanh Long ruột trắng. Bình thường thì nó tầm 12.000. Chị này bán mỗi người bán những cái loại trái cây khác nhau ha. Cái loại trái cây trời ơi. Bữa nay là cái gì nó cũng lên hết. Chào anh, bữa giờ bán được không anh? Đúng rồi gai. Dạ cho em quay chút xíu nha. Cây gai sống qua ngày. Xoài xoài này là 15k một ký nha quý vị. Đó. Còn cái to này là nhiêu ký anh? 10 tiền quá rẻ luôn nè. Đó. Vậy là chưa có được nửa đô. Đó. Vòng sống đời. Rồi em cảm ơn anh nha. Lê Kima Thái hả chị? Đó. Mặn 15k. Đó quý vị. Đó quý vị có thể nhìn thấy ha. Hiện tại là hơn 9 giờ nhưng mà mọi người vẫn đi chợ cũng lai lai. Nói chung là chợ năm nay 27 Tết cũng chưa gọi là đông hết quý vị. Mọi khi là bình thường á. Nếu như mà không có dịch bệnh, người ta làm ăn kinh tế thuận lợi thì chợ này là phải đi, không có được, không phải chạy xe được đâu. Chúng ta phải nhích đi bộ, nhích để mà chen vô mua dưa luôn đó quý vị. Đó. Giờ Quân đi tiếp xuống dưới ha. Đó, chị này bán thanh long cũng 20k nè. Mặn 15k luôn. Bưởi. Dưa hấu bưởi. Bưởi này là 30k một ký. Quý vị. Xoài 10k một ký. Dạ 2,5 rưỡi. Rất là nhiều luôn. Đây dưa hấu. Cả nhà. Đây có những cái quầy hoa nè. Đó. Bên đây trong là có vài dép ha. Vài dép cửa hàng Ninh Kiều Loan. À, rất là nhiều dài dép luôn. Đó.
À, phía bên đây là cửa nam của chợ thị xã Cai Lậy đó quý vị. Ha. Ngay cái ô tròn tròn đó, đã cái bảng ghi là cửa nam ha. Khu cánh bên cửa nam á là người ta sẽ bán chuyên về trái cây và bông hoa hơn. Khu cửa bắc á là sẽ chuyên về rau củ quả, các loại khô. Cô này bán quá trời xoài luôn nè. Bữa giờ bán được không cô? Dạ. Xoài quá trời xoài luôn nè. Dạ. Nay con quay cập nhật có thay đổi mới tại gần Tết rồi nè. Đó. Dạ. Dưa hấu vàng ruột đỏ nè quý vị, 20k một ký, 20.000 một ký đó, quá trời dưa luôn nè, 20.000 một ký nha. Dạ, dưa này của cô à, của ai? Dạ. Dưa này là dưa bao nhiêu một ký đây cô? 20.000. 20.000 một ký hả cô? Cái này là loại gì cô? Trái to to không nè? Dạ. Ờ, dưa hộp. Dưa hộp nồng ha. Cái này là năm hũ. Dạ, cái này là mình chưng rồi mình ăn được luôn hả cô? Đúng rồi, chưng ăn được luôn. Dạ. Xẻ ra đỏ ao có cá. Đỏ ao có cá luôn ha. Giống dưa hồi xưa mình á. À, vậy là ngon rồi. Đó. Dạ. Hồi xưa mình chưa có dưa dài thì mình ăn dưa này. Đúng rồi, hồi xưa giờ mình có dưa dài đó, giờ nó giống này tái trở lại. Dạ. Hồi xưa em cũng thích ăn này lắm. Nó đúng rồi. Dạ. 20.000 một ký. Còn bên đây rất nhỏ hơn nè. Vậy luôn, 20 vậy luôn ha. Tại vì người ta bán 25 mình 20 đó em ơi. Dạ. Dưa mới mà. Mau về mới lên luôn hết dưa. Dạ. Rồi. Giờ còn dưa đó đó. Mình lên đây hồi nào chị? Chị lên bữa 25. Dạ. Bình thường mình có bán gì không hay là Tết mình bán dưa thôi? Tết với dưa thôi, ngày thường bán cái khác. Bán khác? À. Ngày thường chị bán khác rồi, bán chị ở dưới Long An hay đâu? Ở cái bè. Ở cái bè ha. Rồi em chúc anh chị bán đắt nha. Cái này là mình lô mấy đây? À, lô 13, 14. Lô 13, 14 đường hướng cửa Nam nha quý vị. Cửa Nam. Dạ. Dạ. Rồi quay lên đó. Em đưa lên YouTube. Vậy hả? Dạ. Rồi cảm ơn rồi, chị cảm nha. Cảm ơn em. Dạ. Đây mấy trái dừa, dừa tam quan màu vàng nữa vị. Đó, bơ sáp, táo ngọt. Dừa này màu rất là đẹp luôn nè quý vị. Đó. Phải nói những ngày Tết thì cái con đường hướng cửa Nam này gọi là một cái thiên đường chợ dưa luôn đó quý vị. Đó quý vị, bên đây là trái cây ha. À, bơ 50k. Cho em quay chút xíu nha anh. Rất là nhiều loại trái cây luôn. Mãng cầu ta là 40k một ký ha. 40k là tính là chưa được 2 đô quý vị. 2 đô thì mình 46.000. 40k thì chưa được 2 đô ha. Còn cái này là quýt 50k. Cô cứ mua đi cô, con không sao không ra đâu cô. Đó. Đây là bưởi. Bưởi bưởi da xanh 35k một ký luôn, bao ngọt. Dạ không vậy. Bên đây có dưa. Dạ, con muốn mua. Dạ, 150.000 là hết như đây đó. Rồi quá thì rẻ luôn nè. Để em đi xa em đâu có mua được đâu. Em đi xa em đâu có mua được, mua nó hư á. Dạ. Này là chắc hơn một ký ha. Ký giá. Rồi không mua. Bơm đi, nó rẻ chứ. Dạ.
thì cả nhà, xoài ha, cái này là xoài cát, như là xoài cát chu 35k, dưa hấu 12k đó, bưởi, rồi cái này dưa hấu tròn sọc ha là 15k luôn, thanh long 20k đó. Rồi quýt có hai loại quýt, một loại 50, một loại 65, không có không mua chứ. Đó chị gái nè. Chờ chị em quay chút xíu chị. Bữa giờ bán được không chị? Không. Dạ. Hơi chậm ha. Đây nè cả nhà, bên đây là rất là nhiều dưa luôn ha. Dưa hấu, trái cây rất là nhiều luôn. Đó quý vị. Bán được không anh? Dạ. Cũng được hả? À. Cái này mình bán dưa của Phú Cường hay là dưa Long An đây anh? Dưa Phú Cường. Phú Cường ha. À. Em đi quay cập nhật tình hình giá ở chợ, up lên YouTube cho bà con coi. Rồi cảm ơn anh nha.